Quý vị đang theo dõi bản tin giá vàng và giá ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Thưa quý vị, tính đến 8 giờ sáng nay, giá vàng thế giới giảm nhẹ với giá vàng đạt mức 2.446 đô la Mỹ trên ounce. Giá vàng thế giới giảm nhẹ do chịu áp lực chốt lời sau khi chạm mốc cao nhất trong hơn 2 tuần, nên được thúc đẩy bởi kỳ vọng lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn. Theo đánh giá của chuyên gia, thị trường vàng vẫn chưa hoạt động hết công suất khi hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương và nhu cầu vật chất ở châu Á vẫn còn yếu. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng không xa nữa thị trường vàng sẽ sôi động trở lại. Đến với thông tin về giá vàng trong nước, giá vàng miếng SJC trong nước chốt phiên ngày hôm qua tăng 800.000 đồng lên gần 80 triệu đồng trên một lượng. Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tiếp tục được điều chỉnh tăng. Hiện tại giá vàng các thương hiệu vàng bạc trong nước đang được niêm yết cụ thể như sau. Vàng miếng SJC đã được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank bán ra ở mức 79,8 triệu đồng trên một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 76,2 đến 77,55 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, tăng 250.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Và dưới đây sẽ là thông tin chi tiết. Chuyển sang thông tin về giá ngoại tệ. Trong phiên sáng nay, chỉ số đô la Mỹ Index đã tăng 0,24%, đạt mức 104,34 điểm. Đồng đô la Mỹ đã tăng giá vào phiên giao dịch vừa qua khi căng thẳng địa chính trị gia tăng, thúc đẩy nhu cầu của thị trường đối với tài sản trú ẩn an toàn. Trong khi đó, đồng bảng Anh đã giảm 0,96%, xuống còn 1,2733 đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ ngày 3 tháng 7 sau khi Ngân hàng Anh tiến hành cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, đồng euro đã giảm 0,36% xuống mức 1,0785 đô la Mỹ. Và dưới đây sẽ là thông tin chi tiết. Thông tin trên đã khép lại bản tin giá vàng và ngoại tệ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Hành trình theo đuổi ước mơ cần nhiều nỗ lực và kiên trì. Tiếp năng lượng bứt phá thành number one. Xé nhãn trúng ngay giải nhất đến 500 triệu đồng cùng bạn chinh phục ước mơ.